Cập nhật tình hình COVID-19 thành phố Cần Thơ hôm nay. Hơn 9.000 người bị phạt vi phạm về phòng chống dịch ở Cần Thơ. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 đến nay, lực lượng chức năng ở Cần Thơ đã xử phạt hành chính hơn 9.000 người. Lỗi chủ yếu là ra đường không thật sự cần thiết, tập trung đông người với số tiền hơn 20 tỷ đồng. Ngày 25 tháng 8, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ có báo cáo số 238 về công tác phòng chống dịch COVID-19 trong 8 tháng đầu năm và nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2021 trên địa bàn thành phố gửi Hội đồng Nhân dân thành phố. Theo đánh giá mức độ nguy cơ tại quyết định 2686 của Ban Chỉ đạo Quốc gia, thành phố thuộc nhóm nguy cơ rất cao, trong đó 4 trên 9 quận huyện thuộc nhóm nguy cơ rất cao, gồm các quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Ô Môn và huyện Thới Lai, 4 trên 9 quận huyện thuộc nhóm nguy cơ cao, gồm các quận Cái Răng, Tốt Nốt và huyện Vĩnh Thạnh, Phong Điền và huyện Cờ Đỏ thuộc nhóm bình thường mới. Tính đến 17 giờ ngày 23 tháng 8, thành phố đã phát hiện 3.809 F0, truy vết được 11.495 F1 và 8.007 F2 liên quan, đồng thời đã thực hiện phong tỏa 278 địa điểm, đã dỡ phong tỏa 143 điểm, hiện còn 135 điểm. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 đến nay, các lực lượng chức năng đã tổ chức 13.459 cuộc tuần tra, nhắc nhở hơn 18.200 trường hợp, lập biên bản xử lý hơn 9.000 trường hợp. Lỗi chủ yếu là ra đường không thật sự cần thiết, tập trung đông người với số tiền hơn 20 tỷ đồng. Kênh sẽ cập nhật khi có thông báo mới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh để được cập nhật những thông tin mới nhất mỗi ngày.